Công ty mỹ phẩm Forever Biomore đã thành công trong việc tạo ra một loại kem từ nhân sâm kết hợp với những thành phần từ dược thảo tự nhiên như đậu xanh, đậu nành, cao lanh, aloe vera và vitamin K, giúp quý vị tái tạo làn da, xóa đi những vết tàn nhang và đồi mồi. Đặc biệt, ngăn ngừa sự tiết dầu trên da, giúp làn da căng mịn và tươi sáng. Dùng kem nhân sâm từ Forever Biomore để thấy được sự an toàn của mỹ phẩm đến từ thiên nhiên. Kem nhân sâm của công ty Forever Biomore, sản phẩm hàng đầu tại Hoa Kỳ.